các yếu tố thúc đẩy suy tim này học thuộc lòng, không có cách nào khác ngoài học thuộc lòng. Nhiễm trùng đó, nhiễm trùng là hay nhất nè, tim nhanh tim chậm nè, ăn mặc quá này, bỏ thuốc nè, rồi muốn cơ tim bị tắc phổi, thiếu máu từ giáp hay bị tăng áp đó ha. Học thuộc lòng này cơ chế lòng này thường thường bệnh nhân là nó ổn định nằm ở nhà, khi nào cái yếu tố thúc đẩy xuất hiện bắt đầu nặng hơn các điều kiện ha. Rồi tới phân độ suy tim theo chức năng, phân độ này gọi phân độ DHA, New York Heart Association. DHA là New York nè, New York HERT là Heart, A là Association, ổn tim được bước ha. Độ một là nhẹ, có bệnh tim nhưng không giới hạn hoạt động thể lực em, tức là giống như người thường mà là suy tim DHA một á, DHA một là như người thường. DHA hai là giới hạn nhẹ hoạt động thể lực, là hơi giảm bình thường chút thôi là DHA hai. Đi 23 là nặng hạ, đi 23 là tức là ở đây thì là trung bình, tức là đồng 3 của mình nên thấy 3 là hơi nặng nặng rồi đó, bởi vì sao? Với hạn đáng kể hoạt động thể lực đó, tức là hoạt động lúc này bị hạn chế nhiều, tức là các em thấy là hoạt động dưới mức trung bình hoặc là dưới mức bình thường là có mệt hay có thở, có gì cũng xuất hiện rồi, cho nên này có hạn chế đáng kể nha, hạn chế đáng kể. Đi 24 có bệnh tim vì điều kiện bất kỳ hoạt động nào, tức là rất là nhẹ, nhúc nhích đến răng rửa mặt á, thay quần áo là mệt rồi, nghe bố. Độ 3 đó là nghe 3, tức là lên được cỡ 1-2 tầng lầu mà mệt là nghe 3, dưới 1-2 tầng lầu. Bình thường có thể đi được khoảng 2 tầng còn thấy hơi hơi xuất hiện thôi, tới 2 tầng mà rất là nhiều á là coi như nghe 3, hoặc là đi bộ thì khoảng 3-5 nước á thấy rất là mệt là nghe 3 ha. Nghe 2 thì giới hạn nhẹ lắm, từng 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 thì bình thường nghe 1 nó không giới hạn gì, thành ra bệnh nhân sẽ vô việc là nghe 3-4 ha. Lúc bệnh nhân nhập viện thường là nghe 3-4. Rồi mình đã đặt ở đây chấm dứt thì kết thúc bằng cái là tim bình thường nè, người bình thường không triệu chứng, hoạt động cảm xúc bình thường, chức năng tâm thu tất tái bình thường nha. Rồi bắt đầu tới người bị bắt đầu bị bệnh tim nè, người ta gọi là cái giai đoạn này là rối loạn chức năng thất tái không triệu chứng nha. E là B là thất tái, phải lưu ý quyết tâm nha, đừng có lộn nha. Đủ làm chức năng tất trái không triệu chứng nha. Rồi LV, mai bóp LV là chết ha. Được, tất trái không triệu chứng. Bệnh nhân cũng chưa có triệu chứng lâm sàng, gắn sức cũng bình thường, nhưng mà để mình đo đó thì thấy chức năng tất trái có bất thường. Rồi, bắt đầu cho suy tim toàn bù, bệnh nhân ít có triệu chứng nhưng mức độ gắn sức có giảm và chức năng tất trái bất thường. Tới mất bù rồi thì có triệu chứng rất là nhiều, khả năng gắn sức giảm rất nhiều, chức năng tất trái bất thường. Đó. Đây là chuyển tiến là như vậy. Suy tim đơ rồi ha, có chứng thì nó cũng không bớt, chờ ghép tim, cái này chờ ghép tim ngày mai. Rồi kết luận, trước khi kết luận thì nhắc thêm cái bài tập ở nhà làm nha, ghi đây nè, xem thêm phân độ suy tim của AHACC xét theo giai đoạn, xem thêm phân độ suy tim của AHA là xéo cái ACC, phân chia theo giai đoạn, stage ở ngoặc stage, STAGE stage. A, B, C, D. Rồi, chúng ta về tự đọc thêm. Lại thôi. Sao? Lại. Có gì mà đọc hình này? Chị dễ lắm, chị dễ lắm. Không. Chị dễ lắm, chị dễ lắm. Chị dễ lắm, chị dễ lắm. Chị dễ lắm, chị dễ lắm. Rồi, kết quả. Suy tim là giai đoạn sau cùng của các bệnh lý mặt. Vâng. Bắt đầu là một con người lành mạnh. Người đó bị mắc bệnh tim thì lâu ngày nó dẫn đến suy tim. Hỏi bệnh sử, thăm khám lâm sàng kỹ lưỡng. Đầu tiên này hỏi bệnh khám bệnh em chỉ định các lâm sàng thích hợp sẽ giúp chẩn đoán suy tim và tổ chức sự tập của bệnh nhân. Quan tâm và điều trị sớm các bệnh lý tình trạng có nguy cơ gây suy tim, có làm giảm tình suy tim và cải thiện tình trạng của bệnh nhân. Ví dụ nha, cái câu này nghĩa là vậy nè, nếu một người bị cao huyết áp thì lâu ngày ông nhớ đến suy tim đúng không? Như vậy là quan tâm chữa huyết áp thì người đó có suy tim không? Một người bây giờ em làm sao cho bệnh nhân cao huyết áp được kiểm soát tốt thì bệnh nhân nó mới dẫn tới suy tim không? Không. Là không bị suy tim. Em kiểm soát môi trường vệ sinh cho tốt, đời sống cho sang trọng và đắt tiền lên thì có bị nhiễm liên cầu trùng không? Không. Không bị nhiễm liên cầu trùng thì làm sao bị thất tim? Ví dụ vậy đó, quan tâm gì đó. Hay bệnh mạch vành, chế độ ăn uống ăn kiêng, tập luyện thể thao, không hút thuốc lá, không uống rượu, kiểm soát lipid máu sơ bệnh mạch cho tốt thì sao bị mạch vành được? Là ví dụ này. Do tóm là trong cái bài này các em ôn lại vệ sinh đi bệnh. Học thuộc lòng về nguyên nhân,
em coi các yếu tố thúc đẩy và lẽ nhiên yếu tố chính là mình phải học rồi. Và tôi nghĩ là bài ngày nay dạy tới đây em cũng hơi thuộc thuộc đó, thì về chỉ có ôn lại bài nha. Bài đây là hết em. Thank you.